Chào các bạn, mời các bạn điểm tâm nha. Bữa sáng hôm nay cùng đồng hành với nước chấm Maggi. Tiếp tục chương trình cùng đồng hành với nước chấm Maggi nha các bạn. Mời các bạn bữa sáng nha. Bữa sáng hôm nay thì mình sẽ dùng bánh mì trứng ấp la đây, trứng ấp la với nước chấm nước tương Maggi và có thêm cá mòi nha, cá mòi. Và đây là củ hành tây thái mỏng ướp với giấm đường rất là giòn, chua chua ngọt ngọt nha. Và đây là truyền thống ngò bí nè, dưa leo với là dưa chua ớt à. Mời các bạn dùng nha. Mình uống trà thảo dược, trà sen. Củ hành này ăn tốt lắm nha các bạn, dễ tiêu quá mà rất là an thần luôn nha.
ngon. Hôm nào các bạn thử chuẩn bị bữa sáng tại nhà như thế này nha. Trứng ấp la vừa chín tới thôi. Đặc biệt là cái củ hành mà các bạn thái, các bạn ướp với giấm với tí đường, chua chua ngọt ngọt, rất là giòn. Mình ăn như thế thì nó không có bị ngán. Có miếng củ hành vào nó không có bị ngán các bạn. Công dụng của củ hành trắng này, củ hành tây này thì khỏi phải nói là ha, nó dễ tiêu mà nó cũng là an an thần, ổn định thần kinh lắm đó các bạn. Ăn cái củ hành này tốt. Các bạn lấy củ hành, các bạn xẻ ra rồi các bạn hấp trong nồi cơm á, lấy ra ăn cũng rất là tốt. Các bạn có thể là xào hay là luộc ăn rất là tốt luôn. Một ít dưa chua như thế thì cũng dễ tiêu hóa lắm. Dưa leo cho nó mát. Miếng hồi rí thơm thơm. Một bữa sáng như thế này thì rất là đơn giản, làm rất là nhanh. Cá mòi thì có sẵn trong tủ lạnh rồi ha, các bạn chỉ khui ra thôi. Trứng thì cũng có sẵn trong tủ lạnh thì các bạn chỉ chiên ấp la thì rất là nhanh, khỏi phải chế biến gì cả. Còn dưa chua, dưa leo thì cũng có sẵn trong tủ lạnh luôn. Nhà mình thì lúc nào cũng có hủ tương ớt với là dưa chua để sẵn, để khi ăn thức ăn nhanh thì có sẵn dễ. Bánh mì thì gần bên chợ mình mua bánh mì nóng giòn, sáng sớm các bạn ra chợ mua là bánh mì nó nóng giòn luôn, rất là ngon. Ăn gì thì cũng bình dân, không có nhiều tiền lắm. Bữa sáng như thế này thì rất là đơn giản, các bạn có thể thực hiện không có mất nhiều cái thời gian. Vì bữa các bạn không có thời gian để mà đi ăn sáng thì các bạn có thể làm để ăn sáng ở nhà, cũng rất là dinh dưỡng, rất là ngon, rất là tiện.
Một buổi sáng rất là đơn giản, rất là nhanh. Và cũng rất là rẻ tiền. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.